Kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa. Đến với clip hôm nay, anh Lợi cũng giao lưu đa dạng mặt hàng đồ gỗ, đồ đồng, đồ gốm với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lại Nguyên. Hôm nay có vừa sưu tầm về một số món đồ để giao lưu bán giá cho bà con của mình nha. Gồm có bộ bàn ăn, ghế nghiêng và tranh xưa cũ nha, và đồ gốm, đồ đồng xưa và cũ để giao lưu cho bà con của mình trên mọi miền tổ quốc nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những cái clip vừa rồi. Đầu tiên vô thì em xin giới thiệu bà con của mình, đây là mã số 1T nha bà con. Một cái bộ bàn ăn dài và 8 ghế. Bộ này thì bà con của mình ngồi rất là rộng rãi khi mình tiếp khách nha, hoặc là mình có thể gia đình rất là rộng rãi, thoải mái luôn nha bà con. Đặc biệt cái này là cổ gõ và ốc là ốc Singapore. Tuổi đời tầm 2-30 năm đổ về đây thôi. Bà con mình xem nha, còn rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Này về bà con mình chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm gì thêm nữa nha bà con. Thì cái này em cũng đã vệ sinh cho bà con của mình rồi. Rất là đẹp. Ốc là ốc Singapore nha. Bà con mình xem ốc là 7 màu lóng lánh nha. Chiều cao của cái bàn này em đo là khoảng 74 nha. Tầm 74. Còn chiều ngang của bàn là nó 88. Tổng cái chiều dài của bàn là 180, em đo củ bì luôn. Mà 1m8 á. Đây rất là rộng rãi nha. Chiều dày của cái dèm này là một tấc, hơn một tấc nha bà con. Bà con mình xem rất là đẹp. Mình ngồi được 8 ghế, mình có thể ngồi được 10 ghế cũng và 10 người cũng vẫn được. 4 chân là 4 cái lục bình. Chân bên dưới là đầu lăng đuôi cá, rất là đẹp. Người ta chạm được hoa văn và chi tiết. Xong người ta khảm ốc vào. Đây. Mặt bàn là mặt bàn đá cao bà con, mặt bàn đá tàu nha. Gỗ là chất lượng, là liệu là gỗ gõ nha. Không hề chê vào đâu cho cái bộ này luôn á. Mình có thể đặt phòng khách hoặc là mình lại bằng bàn ăn cũng vẫn được nha bà con. Bên dưới là chạm hai con kỳ lân, ở trên là con chim phượng nha. Nó lông phượng rất đẹp. 4 cái trụ rất là to nha. Cũng rất là nặng cho cái bộ này. Bà con mình xem không rõ thì cứ liên hệ để bên em chụp hình đầy đủ cho bà con của mình xem thêm. Hàng là bao bà con mình, hàng chạm tay đục tay nha bà con. Bà con mình nhìn hoa văn và chi tiết bà con mình biết nha. Hàng là máy giờ nó rất là sắc sảo. Ghế thì ghế ghẻ quạt nha bà con, ghế ghẻ quạt cắm ốc. Đây, con mình xem cắm ốc này là ốc tích là nho sóc, trên là chữ thọ. Cũng rất là ý nghĩa nha, và cũng gọi là cái phong thủy á. Con mình xem chữ thọ nha, tượng trưng cho chữ thọ. Ốc là nè bà con mình nhìn hướng nào cũng vẫn sáng nha. Chiều cao là 1m của ghế nha, chiều ngang của ghế là khoảng 48, còn chiều rộng vị trí ngồi của ghế phủ bì là khoảng 52. Chiều ga của ghế này em đo là khoảng 42, 42, 43 rất là rộng nha. Bốn chân của con mình xem đây, người ta lộng rất là đẹp đây nha. Mặt bên dưới đây. Lành tích và liền lạc nha bà con. Hàng bao lành tích liền lạc, chất liệu là gỗ gõ. Bộ này thì em giao lưu bà con của mình nha. Em bao ship cho bà con của mình là 500km thôi nha. Với giá là 69 triệu. 69 triệu nha bà con, em bao ship bà con của mình là 500km. Còn bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ với ship tiếp bên em nha. Em ship cho bà con của mình đi từ Bắc chí Nam. Còn nếu bà con mình ở gần các tỉnh miền Tây, ở gần khu vực bên em thì em sẽ sẵn sàng giảm chi phí ship lại cho bà con của mình, giúp đỡ bà con mình cứ yên tâm. Rất là đẹp nha. Còn bà con mình muốn cái giá mà xỉ lại thì cứ liên hệ số điện thoại bên em nha. Em để cho bà con mình giá ưu đãi luôn. Rồi mã tiếp theo là số 2T. 2T này là một cái bàn ghế nghi nha, bàn ghế nghi Huế. Bà con mình xem được chạm tích hoa văn, rất là đẹp, chất liệu là gỗ đỏ nha bà con. Bàn này em có 2 cái nha bà con, hôm trước đã giao lưu cho khách 1 cái, còn 1 cái nữa nha bà con. Rất là đẹp, hàng này thì lâu lâu em sưu tầm về 1-2 cái thôi. Hàng này là em sưu tầm là từ đúng hàng Huế luôn, đứng gốc Huế luôn nha bà con. Với chiều cao của cái bàn này em đo nha, là nó 90. Tổng cái chiều dài của bì luôn á là nó tầm 125. Đó là 1m25 á, chiều rộng ra khoảng 45. Có bên dưới là có hai cái hộc tủ mở hai bên, bà con mình xem những cái đố đây nó dày dặn như cứng cáp á. Cái này nói chung rất là kịch cộm nha. Đấy, hàng này nói chung là hàng đặt của chủ nhà, cho nên bà con mình xem cái mẫu và kích thước cái đó rất không bao giờ giống những cái loại khác nha. Bà con mình xem giùm em. Chạm ba mặt nha bà con. Này qua văn chạm được chạm, con mình có thể để đồ dưới rất là nhiều quá. Thì bà con của mình nếu mà có điều kiện mình có xài hoặc sử dụng sưu tầm, mình không có thể dùng làm cái ghế ghi thờ, mình kê đồ, mình trưng đồ cũng vẫn được, rất là đẹp nha bà con. Mình làm một cái tủ trưng bày á bà con, đây mặt dán phía sau nha. Cái bàn mình ngồi này cũng rất là đẹp luôn á. Chất lượng rất là tốt. Giống như là cái bàn mà quan ngày xưa ngồi xử án luôn.
đó luôn mà xem. Hàng thì hàng ngày về lau chùi sạch sẽ là sử dụng, không cần làm thêm nữa không nha bà con. Hàng bên em đã lau chùi xử lý cho bà con mình rồi. Cái bàn này em bao ship toàn quốc nha, giá 14 triệu. 14 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Bao bà con mình kiểm tra hàng thì cũng như em nói, bà con mình ở gần thì em sẽ giảm chi phí ship lại cho bà con mình chút đỉnh nha. Và đến với mã số 3T. Đây là một cái bức tranh tích này là Lý Ngư Vọng Nguyệt nha bà con. Cá dưới trăng nha, rất là đẹp. Đây là một cái gia đình cá chép, chín con cá chép. Nó cũng gọi là Lý Ngư. Nó củ ngư đó nha. Chiều cao em đo của bức tranh này là khoảng 48 nha. Nó tầm 48. Còn cái chiều dài tổng thể bức tranh luôn á này nó tầm là 122. Cái gỗ giữa là gỗ liền khối. Thì cái đặc biệt của bức tranh này á, chất liệu gỗ của nó là gỗ chắc nguyên con luôn, bằng chắc hết toàn bộ. Cùng xem nha. Gỗ giữa này là một cái khối gỗ giữa, khối giữa là gỗ liền khối. Đó, nguyên một miếng cái dán khối lớn đó nha bà con. Gỗ chắc. Và đặc biệt người ta khảm cái này á, là khảm màu trắng này, những vị trí màu trắng đều là ngà nha bà con. Còn vị trí màu vàng là gỗ xưa. Cây gỗ xưa của mình ngày xưa rất là quý hiếm, người ta khảm vào. Cùng mình xem rất là đẹp nha, thân cây. Đó, và những cái vi con cá. Còn ốc này là ốc màu xanh lục, nó ốc xanh lục 7 màu nha. Bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp, bức tranh nhìn rất là hồn của cái người nghệ họa sĩ người ta làm lên bức tranh này, kiệt tác nha bà con. Đó, cho nên cái bức tranh này giá trị nó rất là cao cho bà con của mình. Nhìn đồ bà con mình biết sử dụng thôi. Đó, bà con thực tế bức tranh này giá nó cao nhưng mà nó xứng đáng với cái tác phẩm này. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Giá là 29 triệu em bao ship toàn quốc nha. 29 triệu đồng. Bao cho một chuẩn cho bà con của mình là chất liệu hàng và chất liệu sản phẩm y như trên lời em nói luôn. Đó, bà con mình cứ về kiểm tra hàng nha. Và đến với mã số 4T. Đây là một cái bức tranh chữ thọ nha bà con. Đó, bức tranh chữ thọ tích chim hoa. Đó, bà con mình xem những cái đôi cò, chim cò, những cái bông hoa hồng rất là đẹp. Tạo nên một cái chữ thọ rất ý nghĩa nha. Tượng trưng cho trường thọ. Gỗ là gỗ gõ nha bà con. Ốc là ốc Singapore. Bà con mình nhìn ốc, bà con mình có thể đánh giá được cái loại ốc gì rồi nha. Chiều cao của bức tranh là 60, ngang là 50 nha. Dày bức tranh là khoảng 2,5 phân. Bức này thì em giao lưu bà con mình giá 4.500.000 đồng nha. Chất liệu là ốc Singapore, bà con mình nhìn mình biết nha. Ốc Singapore là loại ốc là rất là quý hiếm trên thị trường hiện nay nha bà con. Rồi đến với mã tiếp theo là số 5T. Này là một cái bộ tranh 4 tấm. Tranh này là tranh gốm sứ Tàu nha. Gốm men Tàu, khung là khung gỗ. Hàng này Tàu cũ thôi, nhưng mà hàng này là hàng vẽ tay và bút tay nha. Khung ngoài là gỗ gỗ nha bà con. Xe thì em rất là đẹp. Chiều cao em đo là 120. Còn cái chiều ngang bức tranh là khoảng 36 nha. Mỗi một bức nó có tới 4 bức là tích này là cầm kỳ thi họa. Con mình xem nhìn rất là đẹp. Đó, họa sĩ người ta vẽ nhìn rất là hồn luôn đó nha. Thằng Thái. Không hề nứt mãi tóc gió nha. Tuổi đời tầm 20 năm. Hàng cũ nha bà con. Bộ này em giao lưu bao ship toàn quốc giá 4.500.000. 4.500.000 bao ship toàn quốc cho bà con của mình, bao kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn. Cho xem mặt dán phía sau cái nên là bà con mình xem, nếu bà con mình có những mặt hàng nào bà con mình không rõ không kỹ á, kết bạn Zalo bên em nha, để em chụp hình cho bà con mình thêm đầy đủ hơn chút đỉnh đó nha. Nó nhiều khi đồ nó nhiều, hàng nó nhiều, đồ lớn bà con mình xem không rõ nữa, em quay cũng không có đầy đủ chi tiết nha bà con. Đến với mã 6T này là một cái chiếc bàn nha. Cái bàn này người ta dùng một cái đôn của cái bàn cũng vẫn được, bàn mình có thể ngồi được 2 người hoặc 3-4 người đó, bàn nó gọn thôi. Bà con mình xem rất là đẹp. Bàn này là bàn bát giác, mặt đá gỗ gõ luôn nha. Đường kính 50, chiều cao em đo là nó khoảng 74. Đó. Cái chân đế này ở 4 chân nó khoảng là 4 phân vuông. Mà con mình xem được chạm tới chân luôn á. Rất là đẹp nha. Bàn này thêm còn một cái một thôi, hàng làm tích liền lạc. Đó, được vệ sinh sạch sẽ hết rồi, toàn bộ hoàn toàn. Đó, giống như là một cái mới luôn đó nha bà con. Nhưng mà hàng này cũng mười mấy 20 năm nha. Đó, bà con mình xem gỗ là em bao gỗ gõ nha. Rất là đẹp, cứng cáp luôn á. Mình có kết hợp những cái ghế lại, mình ngồi cái bàn vẫn được, hoặc mình làm một cái đô mình để đồ nha bà con, cho bà con mình sưu tầm. Chiếc bàn này em giao lưu bà con mình giá là 6.500.000 bao ship toàn quốc nha. 6.500.000 đồng một cái nha bà con. Đó, em có một cái thôi nha. Còn cái nào tại vì em có một cặp nhưng mà em đã giao lưu một cái rồi, bà con mình có nhu cầu em vẫn giao lưu cho bà con mình, nếu mà lấy một cái vẫn giao lưu. Còn đây là một cặp. Đó, bà con mình xem. Một cặp này cũng là bát giác, mặt đồng tiền. Đó. Đây bà con mình xem giùm em. Đó, được. Chiều cao này em đo là khoảng 80. Đường kính mặt đó là khoảng là 48 nha, củ bì luôn á. Đó, mặt đá Tàu, chạm một chi tiết hoa văn. Gỗ gõ dày dặn thì cứng cáp. Đôn được 2 tầng, nó mặt dưới là đồng tiền. Cái này thì một cặp, mặt là mặt bọm chân móng.
đây, con mình xem đầu lăng chân móng nha, dày dặn thì cứng cáp. Bà con mình về kiểm tra hàng là bắt biết được cái sản phẩm nó như thế nào nha, nó hàng mỏng hàng dày như thế nào, cứng cáp là sao nha. Em này em có một cặp nha bà con, đôi này em giao lưu bà con mình với giá là 10.500.000 đồng nha, 10.500.000. Hàng này thì em bao ship toàn quốc cho bà con của mình nha, em đóng thùng cho bà con mình luôn. Nói những mặt hàng này nói chung đóng thùng rất là cồng kềnh, phí ship đi cũng rất là cao á, đóng lên một cái thùng cao như thế này mỗi một cái một cặp là một kiện riêng đó, một kiện của nó cũng tầm là 700.000 đó nha, thì phí ship toàn quốc á. Mã số 8 này, cặp đôn này giống như là hoa mai ở trên đó nha. Đó, bà con một xem ở bên dưới là cũng là đồng tiền, nhưng mà cái này lớn to mặt bằng được kính to nha bà con, được kính tổng nó tới 54 lần nha, chiều cao thì em đo là 80. Cái này cũng là đầu lăng chân móng luôn, con mà xem đó, những cái đế này là từ 4 phân trên 4 phân nữa, 4 phân vuông á, dày dặn cứng cáp rất là nặng. Đây, mỗi một cái cũng từ vài chục ký, mười mấy chục ký trở lên đó. Cây đồ thì khỏi chê vào đâu rồi nha, nếu mà con mình cây đồ á, một cặp này em giao lưu bà con mình với giá là 11 triệu đó, 11 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đây, để cặp chén đây luôn đi. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, những chi tiết nào bà con mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo thêm bên em nha. Đó, nếu bà con mình có nhu cầu đó, mình về mình sưu tầm những cái đôi ché hoặc đôi bình bông về mình trưng bày lên. Đó, bà con mình xem đây là một cái cặp ché vẽ lông ảnh nha bà con. Đó, bà con mình nếu mà có nhu cầu thì mình sưu tầm và mình trưng bày như thế này rất là đẹp, mang cái tính chất là xưa cũ nha, ký rất xưa của ngày xưa á. Đây, đôi ché này thì bà con mình xem vẽ kỹ thuật ha, vẽ kỹ thuật rất là đẹp nha. Ở hàng thì em bao bà con mình là hàng vẽ tay, lành tích và liền lạc, không hề lỗi lầm nha bà con. Đó, không hề lỗi lầm chỗ nào hết, vẽ tay 100%. Chiều cao tổng em đo luôn á là nó khoảng là 65. Đó, chế cao 65 nha. Hoành bụng này là nó 106. Đây. Hàng này cũng từ 20-30 năm nha, 20-30 năm trở lên nha bà con. Đó, chứ không phải chế xuống đâu, em bao bà con của mình luôn, rất là đẹp. Đây, không hề lỗi lầm nha, lành tích liền lạc. Nó hàng tàu cũ, vẽ tay 100% cho bà con mình đam mê sưu tầm những cái dòng ché như thế này. Đó, mặt hàng này nói chung cũng thị trường rất là ít, rất là hiếm luôn, vì hàng cái hàng lông ảnh này nó kỹ thuật người ta vẽ là kỹ thuật rất là cao. Đó, nên bây giờ cũng rất hiếm nha. Đôi này em giao luôn cho bà con của mình với giá là 6.400.000 nha, ché cao 65 nha bà con. Đó, nếu bà con mình lấy trọn bộ luôn cặp đôn thì em giảm chi phí cho bà con của mình luôn. Để qua đây. Đó, này, những chi tiết nào bà con mình thấy không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo đi nha, bên em sẽ trực tiếp liên hệ với bà con của mình. Mã số 10T đây là một cái chum, cái chum này là gốm chu đậu nha, gồng phun nước đó, một con gồng bên đây, gồng đất nổi, gồng ngậm ngọc nè bà con đó. Chiều cao tổng em đo là khoảng 62, đường kính miệng 21 nha. Hoành bụng này là khoảng 123 đó, bà con mình xem cái này cũng rất là già tuổi đời nha bà con, nước men đó bà con mình nhìn biết nha. Đây, những cái này thì cái lõi lò, một lò xưa thôi đó, rạn rạn là lõi lò đó, lõi lò người ta đun nóng đun củi đó nha bà con ngày xưa á. Cái này là gốm chu đậu nha đó, bà con mình xem, bà con mình có sưu tầm về cái dòng gốm chu đậu thì bà con mình cũng biết rồi nha, rất là bền bỉ và cũng rất là nổi tiếng từ xưa đến nay luôn á. Đất nổi chôn đế đây, men gạn. Cái chum này em giao lưu bà con của mình với giá là 3.400.000 nha. Chum này rất là nặng nha bà con, cái giá này là rất là hữu nghị luôn đó nha, 3.400.000. Còn đây là một cái chum số 11T, chum này là chum của giống như là hàng Tây Nguyên á, làm theo kiểu lá thiêu xưa nhưng mà không phải đâu nha. Còn mình xem, đây là tích là người ta đắp nổi, nó cá chép vượt vũ môn hóa gồng, rất là đẹp. Chiều cao em đo tổng là khoảng 60, đường kính miệng 19 nha. Hoành bụng bình là 115, hàng làm tích liền lạc, không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Nó bao kiểm tra hàng nha, con mình xem giùm em. Nó từ 20-30 năm trở lên, không dưới. Đó, tích bà con mình xem là những con cá chép người ta làm rất là tỉ mỉ và công phu luôn á. Cái người ngày xưa cái tay nghề của người ta rất là khéo léo nha bà con. Đây. Cái chum này giá giao lưu bà con mình 3.600.000 nha, 3.600.000 nha bà con. Và đến với mã tiếp theo. Số 12 là một tác phẩm là một con cá nha. Cá này là cá ngăn lông, cũng gọi là con cá kim tiền á, bà con mình xem thường người những cái nơi lớn lớn công ty xí nghiệp rồi người ta cũng thường hay trưng bày mang phong thủy nha bà con. Nặng trên 4 kg, chiều dài của nó là khoảng 40 đi, hoành chân đế thế này là nó khoảng 52 nha, nặng trên 4 kg. Bà con mình xem cá rất là đẹp, chất liệu đồng cũ. Đó, giá giao lưu bà con của mình là 1.800.000 nha,
Ở con cá này em giao lưu bà con mình giá 1.700.000 thôi, em bao ship toàn quốc luôn. Ngoài mã tiếp theo là số 13 là một cặp chân đàn quy hạt, chất liệu là đồng cũ luôn nha bà con. Cặp này nó nặng là trên 6kg nha, à, trên 6kg đến 6kg thôi. Chiều cao tổng em đo là 65, cái hoành tổng em đo hạ khoảng tầm là 31-32 nha. Đây, nặng trên 6kg, chân đàn quy hạt, à, bà con mình xem sưu tầm nha. Nặng trên 6kg rồi này, giá cũng hữu nghị cho bà con của mình, à, 3.400.000 em bao ship toàn quốc luôn nha. Nặng gần 6, trên 6kg nha bà con, 3.400.000 đồng, rất là đẹp nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh. Bà con mình nhớ bấm like, share, đăng ký mỗi ngày để nhận những clip mới mỗi ngày bên em sưu tầm về mấy mặt hàng độc đáo và phong thủy về giao lưu cho bà con của mình mới lạ nha. Và em xin kính chào bà con của mình và hẹn gặp lại nha. Kính chào và tạm biệt quý bà con của mình nhé. Hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.